Hút rồi từ từ đến lớp này lớp nữa chú. Ok. Thôi À, nước. chào tất cả quý cô chú anh chị hàng bữa nay bắt ốc con cho ông anh về cây giống. Ốc này ốc này tháng mấy quên chú, nãy nói nhiêu quên à. Này tháng 20 ngày. Tháng 20 ngày nè. Đó, rửa vậy là bao im. Xong nữa đó đi cái để lớp bèo lên nữa đi lớp nữa. Giờ anh cũng thả bèo thả vậy luôn, kệ tưới nước tạt thôi. Nặng ngập xuống gì cũng bò từ từ ra. Để lên mấy tấm này lật ngược lại để trong vậy cho tự bò ra gì. Ừ. Tự bò ra hết. Này con này ăn được mạnh lắm. Mạnh lắm cái con này. Chờ mới ngày đầu ba cái mốt rồi thả xuống tấu nên ra nó ăn dùm mê mê luôn, bu đen thui luôn. Dạ được chưa? Rồi được rồi, cho lớp nữa đi. Lớp dừa. Nào tưới tưới nước vô hay à? Tưới không? Khỏi khỏi, tưới thì sắc nước. Đi khô rồi nó im. Được rồi chú. Không đã rồi thầy nuôi nuôi con ốc y nãy bay lớn vậy đâu phải cái sướng đâu thật lắm. Cái này là 3.700 không, 3.700 con, 3.070 con, 3.000 con đi. Ừ. Tính 3.000 đi tôi tưởng đâu. 3.000 thì triệu tám thì lấy triệu tám cho 70 con luôn. Thì nói chung là nhiêu đây là đủ sức làm giống chứ không cần phải bỏ tiền mua nữa, vốn nhiều sức vô đó. Ấy bữa nào tôi lên tỉnh thăm rồi tháng sau tôi lên thăm. Không ổn dịch đi. Tại vì như đi xong nhà có con nhỏ từ nay cũng không dám ra đường mời bà nữa. Yeah. Tại tôi kỹ lại nói chung lại đây coi ốc rồi tôi rầu thấy mẹ bà luôn. Đang cũng ngại nè, ngại lắm. Đó, mình phải lo mình thôi chứ nói gì. Chứ mình thì nước. Hôm nay bèo cám. Nó xử lý rồi chứ không sao. Mấy cái hộp nè. Đẹp đó, nước đẹp làm mô hình đẹp. Chú này là nói kiểu tôi biết nuôi bài bản con nhiều thằng nó không có biết cái gì, chỉ mình sợ thấy mẹ, sợ nó làm không được rồi thất bại. Con nghiên cứu dữ lắm chú. Giờ lên nuôi giống như con từ tầm chuyên học đạo mà. Nói theo nghiên cứu chịu cực mình bài bản thì đương nhiên nó vậy chứ làm rồi. Như đây thành công là chứ dữ lắm à. Tôi nuôi theo cái kiểu tôi vậy là tương đối là tôi nuôi tôi ốc tôi nào giờ chưa có chết là gì hết. Ở thằng có 2.000 con ốc giống á. Để trên trên ấy không? Mát. Ừ, để được để đi. Để mất mát vậy. Vô. Rồi về cái lấy cái bèo này mình thả trên đó có bèo này không? Có, không có bèo này không có mèo sữa cám sữa tượng có không mới. Để lấy bọc cho không? lại thằng đó lấy đồ vớt cho lấy bọc bọc cám á. Về rồi giờ ngầu cũng kìm kìm ha. Dạ. Tạm biệt khách hàng. Cho hỏi ai gì chú? Rồi cho hỏi có gió thoáng đừng có ai mình không đánh đổi gì mình chim cái gì vô cái nó chim lên thôi. Rồi giờ gió ốc xong rồi tất cả mời tất cả cô chú anh chị mình xem lại ao nuôi ốc ha. Ốc này cũng có tháng mấy, hai tháng cũng có, nói chung nhiều lứa rồi dồn xuống ao nuôi chung tổng hợp. Rồi mời tất cả cô chú anh chị mình xem ha. Rồi xin cô chú anh chị mình xem cho một like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ, xin cảm ơn. Trời giờ nắng thì ốc nó cũng xuống bớt rồi cũng không thấy được nhiều. Để mình vớt với hai con ốc này lên cho mọi người xem ha. Ốc cũng bóng cũng đẹp các bạn. Nhìn nước và ốc giờ cũng ok. Khu vực Tây Ninh mình như vậy là đẹp lắm rồi đó. Ốc không về. Chúc thành công nha. Này em thiếu phần á.
nó hơi vàng á, nó tốt nó xanh không mà. Cửa này 3 tháng nữa là đầy hồng luôn các bạn, rất là nhiều. Bữa nay giao ốc cho ông anh ở Phước Đông, Cầu Dầu, Tây Ninh. Sẵn đây mình quay lại luôn. Lá môn rồi, ăn tụi lũi rồi, không có sườn không. Mới bèo trưa đặt ngay chỗ này hết, bây giờ ăn bứt cái ra. Mới hồi trưa này thôi là bèo ngay chỗ này. Cái lứa này là ăn đỉnh lớn mà, cái này ăn như tàu háo rồi. Mày có 200 ngàn.